Inter hạ Juventus, xây chắc đỉnh bảng Serie A, thắng nhì bảng Juventus 1-0 ở vòng 23 hôm 4 tháng 2. Inter Milan cách đối thủ 4 điểm trên bảng thứ bậc Serie A, trong khi Inter toàn thắng 6 trận từ đầu năm, Juventus cũng bất bại trước chuyến làm khách tại Giuseppe Meazza. Nhưng trận hòa Empoli trên sân nhà ở vòng trước khiến đội bóng thành Turin chịu nhiều sức ép, khi vừa kém điểm vừa đấu nhiều trận hơn Inter. Trong cuộc đọ sức có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua Scudetto, Inter tận dụng tốt lợi thế sân nhà để thắng tối thiểu, qua đó bỏ cách đối thủ 4 điểm dù đá ít hơn một trận. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến hai đội đá chặt chẽ trong suốt hơn 90 phút. Với chỉ tổng cộng 4 pha dứt điểm trúng hướng cầu môn, không nhiều cơ hội được tạo ra trong hiệp đầu. Sau khi Federico Di Marco vô lê trúng mép lưới Juventus, Dusan Vlahovic lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách với pha khống chế bóng không tốt sau đường chuyền của Weston McKennie. Bàn thắng đến ở pha dứt điểm trúng hướng cầu môn duy nhất trong hiệp 1 của đôi bên. Phút 37, Nicolo Barella tạt bóng từ cánh phải, tạo ra pha hỗn loạn trước cấm địa. Trung vệ Federico Gatti đốt lưới nhà sau nỗ lực phá bóng, giúp Inter mở tỷ số. Nắm lợi thế, chủ nhà hưng phấn và tạo ra nhiều cơ hội về phía Juventus trong hiệp 2. Sau khi Di Marco dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc, Hakan Calhanoglu vuốt bóng trúng cột dọc đội khách. Nếu thủ thành Usyk Szczesny không xuất sắc, cách biệt đã được nới rộng cho Inter. Juventus phản kháng yếu ớt, chỉ tạo ra một cơ hội trong phần còn lại trận đấu với pha dứt điểm vọt xà của Dusan Vlahovic. Trận thắng 1-0 giúp Inter củng cố đỉnh bảng với 57 điểm sau 22 trận. Juventus, sau trận thua đối thủ trực tiếp, vẫn chỉ có 53 điểm sau 23 trận. Vòng tới, Inter tiếp tục trải qua trận đấu khó khăn khi làm khách trước AS Roma, còn Juventus trở về sân nhà tiếp Udinese. Đội hình thi đấu: Inter, Sommer, Bastoni, Jevic 89, Acebi, Pava, Di Marco, Augusto 73, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, Dumfries 73, Martinez, Thuram, Arnautović 77. Juventus, Szczesny, Gatti, Sandro 88, Bremer, Danilo, Cambia, Mairi 88, Kenny, Ankara 90, Lautaten, Rabiot, Kostic, Vi 66, Indic, Chiesa 66, Vlahovic. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.